quay, để coi. Cơm nắng làm gì? Thiếu cái canxi có uống sữa mà không kết hợp ánh sáng thì nó chẳng có tác dụng tí tiền. Tóm lại là Huyền, dạ, không nên để chồng quá bóng bẩy. Bà bảo em này chứ. Anh Hùng là anh ấy nhiều người thích lắm đấy. Nên là mày hết sức cẩn thận. Nên là cái gì? Bà nhớ bà bảo mình hết sức cẩn thận, bà bảo mình hết ra con để chiều chuộng anh ấy không? Phải hết sức bảo quản cẩn thận hiện vật. Đã gọi là bảo quản hiện vật thì đã không được ai sử dụng cả rồi. Giọng người ta cha sinh mẹ đẻ, giọng người ta giọng kim thì các bạn cũng ẩu. Không sử dụng thứ nào vô dụng. Vâng. Cho bà khó. Đấy các bạn. Nào, bác Khánh đứng thắt lưng thắt lưng chỉnh chiếc đẹp vào chụp cho cái à, chụp cho bác ai đứng ở đây đứng ở trên kia hương hoa chứ phải hương hoa đi ai đứng không này công việc mà dáng bác quan chức đấy hả dáng bác quan chức đấy quan chức rồi đội nón quan chức rồi nón quan chức người ta ngày xưa bác Hồ còn đạp buồng nước để cái gì nhỉ hòa đồng vào với nhân dân cái thứ làm hàng đấy bác làm hàng đấy thằng Việt em hơi giống bác đấy ở chỗ bụng nó to thế sau đó nó lại bảo buổi sáng bảo nó mặc quần ấy thanh nó bảo có mặc quần đùi cho vào mày giống bác Khánh rồi đấy mà cả cái quần đùi to này ở trong cái quần dài đi học phải nóng chết rồi được bụng thì to lại trễ xuống ở dưới mày giờ ơi nó vừa đi cháu mày chưa nói trời ơi bác nói thì mình nói nhá. Bác Khánh, bác đi sang chỗ này để em gộp cơ số người vào cho nó đỡ tốn ảnh. Không phải, nhưng mà cho hoa quả của cậu đây là mỡ đi mua. Về cơ bản là đến 80% là em mua. Chi tiết. Còn có 20% là, à 10% là có lúc hai vợ chồng đi mua, còn 10% là trong không phải em mua mà một mà người khác mua mà hai. Tôi ghét cô rồi tôi đi mua, một mình. Mà cái cơ số mà để tôi ghét cô thì rất là thấy hiếm. Đi